quan vụ việc gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, khổ chủ đi uống cà phê thì bỏ quên bóp tiền chứa hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc quay trở lại tìm thì không thấy. Càng bất ngờ hơn với diễn biến và sự tình sau đó, mãi gần 2 tháng sau, Châu mới quàng về hợp phố. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa làm thủ tục bàn giao tài sản cho người bị mất là bà Dương Thị Hồng N, 44 tuổi, ở phường Linh Tây. Trước đó, vào đầu tháng 4, bà đi uống cà phê tại một quán trên địa bàn phường Bình Thọ. Lúc về, bà bỏ quên bóp tiền, nhưng ít phút sau trở lại thì không thấy. Trích xuất camera cho thấy bé gái khoảng 10 tuổi ngồi bàn bên cạnh là người nhặt bóp tiền và sau đó cùng người đàn ông rời đi. Tài sản trong bóp có tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, mãi gần 2 tháng sau, khi công an phát đi thông báo truy tìm cùng với đoạn clip trích xuất từ camera an ninh của quán cà phê, thì người đàn ông này mới mang chiếc bóp đến giao nộp. Lẽ thường thì chẳng ai muốn mình trở thành nạn nhân của trộm cướp, nhưng mà người phụ nữ ở tỉnh Thừa Thiên Huế sau đây thì lại khác. Bà đến cơ quan chức năng trình báo việc mình bị kẻ gian đột nhập trộm lấy đi nhiều tài sản. Hiện trường vụ việc còn ngổn ngang như có ai lục lọi. Thế nhưng chân tướng mà cảnh sát điều tra được khiến tất cả chừng hững. Trước đó, bà HTTN ở xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến cơ quan chức năng trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm gần 70 triệu đồng và 5 chỉ vàng tay 18K trong tủ áo quần tầng 2 của nhà mình. Sau một thời gian xác minh cùng lời khai của bị hại, công an nhận định có thể bà N dựng hiện trường giả rồi báo tin việc mình bị trộm. Qua đấu tranh, người phụ nữ này cho biết mình được chồng giao quản lý 70 triệu đồng. Quá trình chi tiêu hàng ngày, bà lỡ xài hết số tiền này. Sợ bị chồng la nên mới tự giật ổ khóa, làm phun vải quần áo nhằm tạo hiện trường giả, rồi báo công an có kẻ gian đột nhập. Lực lượng chức năng sau đó trong quyết định xử phạt hành chính bà N 2 triệu rưỡi đồng về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền.